Hello, mình là Thư TV. Thư TV xin chào quý ông bà cô chú, anh chị em đang dành thời gian xem video clip này. Hiện tại là Thư đang đứng tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Và bây giờ là Thư TV đang tiến vào làng chài Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Đây là chợ rau. Đây là chợ rau nha các bạn ơi. Ở đây là làng chài Hàm Ninh. Hôm nay á, từ ở chỗ khách sạn của mình ở khu cửa cạn á, để đi qua đến Hàm Ninh này á, thì mình nghĩ là mình đã vượt ít nhất là cũng khoảng 60 cây số. Nhưng mà cũng may á, là tại thời điểm này từ ở cửa cạn qua đến Hàm Ninh á, là thì con đường liên xã đã được xây dựng rất là đẹp, hoàn toàn bằng bê tông. Đây là đoạn cuối của làng chài. Dạ không ạ. Cảm ơn. Ngày xưa bán bây giờ nhà bè em giờ cho chúng mày nè. Ra khỏi cái đoạn cuối của làng chài á, mình quẹo. Mình rẽ vào hướng bên tay phải. Là 150 ký là chế biến luôn ha anh. Đó là hơn 91 ký đó. Nướng mỡ hành. Nướng mỡ hành hả? Thôi bớt cho em tí đi. Tại ăn cái khác nữa. Bớt rồi như vậy. Để coi. Chừng ăn nửa ký cũng được. Nửa ký đi. Dạ nửa ký đi. Dạ. Anh làm món cho tụi em đừng có làm mặn quá nha anh. Dạ lạc thôi. Dạ. Dạ. Ủa còn có ốc này làm cái gì vậy? Mai này nướng ngon lắm. Chị đẹp. Còn có 30.000. Ủa chị em gặp không phải không? Đúng rồi, nãy kêu ghé đây đó. Ủa vậy hả? Đúng rồi duyên nợ. Muốn đi ngoài lại đó. Đúng rồi duyên nợ thì đó. Đúng không? Không. Thịt đầy luôn con tôm sao tự gian vậy, nếu không ngon khỏi lấy tiền nhẹ, tiền tôm, tiền ốc thì thôi cho mình đi. Ở đây bảo đảm chất lượng cho mình ngon luôn. Hồi nhỏ nó 400 mà lớn 18 sao. Thôi em không ăn tôm tức đâu em. Cái tỏi ngon, làm thử nước ký đi. Hả? Ăn thử nước ký với tỏi, nếu mà không ngon khỏi cho tiền ghẹ thì trò. Ở đây bạn ăn cơm gì luôn. Sẵn có điện thoại này quay đi rồi có ấy giới thiệu luôn đó. Nó là tủ. Thiệt mà ở đây mắng được có muốn làm bao cho mình ngon vậy đó. Vậy là tôm tức là vẫn có thịt ở trong hả? Thịt đầy luôn con tôm sao thịt đi gan vậy luôn. Nhỏ nó muốn giờ nhỏ nó không ghẹ luôn ngon lắm. Là chỉ nói nhiêu ký? Ký 600 với 400, lớn là 600, nhỏ 400. 600 hả? Hãy nhỏ thì ăn cũng đâu có. Nhỏ thì thịt nó cũng đi gan, con tôm sao thịt đi gan vậy. Con bự thịt nó nhiều vậy, con nhỏ vậy nhưng mà chất lượng giống nhau hết. Làm con bự lên nửa ký ha. Thôi khoan từ từ, chợ em có hai vợ chồng rồi chị ơi. Chị có 4 con. Đâu? Bốn con là khoảng mấy? Đâu cao vậy? Bốn con tầm 4 năm lạng, cháy tỏi là thấp. Cháy tỏi đi. Có 3 gram nè. Đây là hấp đi ha. Hấp đi. Rồi. Qua không quay mà ở ngay chỗ mũi gành dầu gì á. Nhức vậy cho nó đắt lắm. Mà nói chung qua em người ta lựa cho em con cái có trứng có thịt là ngon lắm. Nè có gạch đó. Hay à. Mà đây có nửa tiền trên kia. 400 bên kia tới 800. Vậy hả? Đây bán có 400 nè. Phải quay phim đi mai mốt có về cái đi đăng lên trên đăng giùm em trên bữa trên làm. Đó, cái logo của em sao tự nhiên trên Google Maps đó, nó bị không có lên hiển thị được cái cách ăn không cái này em tra Google nè, em chạy Google Maps như ở đây á. Thì đó cái anh đã nói cái làm không được, cái anh mới nói gì nè để anh nhận làm, nó làm được không, nó được thì em có cảm ơn anh.
dành thời gian xem cái video clip này của hai vợ chồng Thư TV nha. Hiện tại thì Thư TV đang ở làng chài Hàm Ninh, một nơi ở phía bên bờ đông của đảo Phú Quốc. Từ sáng giờ là mình đã phải vượt qua khoảng 50 đến 60 hoặc là 70 cây số để đi từ cửa cạn đến làng chài Hàm Ninh này. Và ở đây là khu làng chài này thì nó có làng bè nha quý vị. Có làng bè thì mình cứ đến đây là mình ăn hải sản. Thì Thư cũng nghe nói là hải sản ở đây là cái giá nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn ngay cả cái mũi gành dầu mình ăn tối hôm qua nữa, cho nên mình phải thử. Đây là lần đầu tiên mình ăn con tôm tích luôn á. Mình cứ nghĩ là con tôm tích thì nó sẽ có rất là nhiều vỏ cho nên khó ăn. Nhưng mà chị này chị nói là chị em cứ ăn đi, em cứ ăn đi, nếu mà hả không có ngon là hả chị bù tiền, chị trả tiền mấy cái con khác lại cho em. Thế là mình đã yêu cầu, mình đã mua 4 lạng tôm tích. 4 lạng tôm tích ha, mặn nhiên ký mình cũng quên mất tiêu rồi. Với lại một con ghẹ. Ghẹ này 3 lạng mấy quý vị. Cô chú nha, ghẹ này là 3 lạng nha cô chú, là có gạch nha. Rồi tôm là 4 lạng, với lại nửa ký con sò. Con sò thì mình không biết sò gì. Sò thì nướng mỡ hành. Còn tôm với ghẹ là mình chỉ hấp thôi. Rồi sau đó là mình còn phần cơm chiên hải sản nữa. Bây giờ để mình ăn thử coi cái con tôm tích này nó như thế nào nha. Chứ hôm nay phải là lần đầu tiên trong đời mình ăn tôm tích luôn á. Đó, toàn là coi YouTube đó hả, mấy cô chú anh chị khác ăn xong mà ăn coi mà thèm ớ là thèm. Bây giờ mới có dịp để ăn nè. Phải công nhận cái phần tôm tích này hả, nó bự gấp đôi ngón tay của mình, mà tôm không mà thịt không quý vị ơi. Giờ mình chấm miếng nước muối tiêu chanh nha. Siêu ngọt luôn quý vị ơi. Ở đây là quán bè Hà Quyền tại làng chài Hàm Ninh nha, ở Phú Quốc. Sao đi nè, sao first time I like it this one. Phải nói là ngon cực kỳ luôn á. Bây giờ mình ăn thử cái con sò này đi. Sò này mình không biết kêu sò gì. Ngon tuyệt cú mè luôn á. Ngon tuyệt vời. Và đây là em tôm tích thứ hai mà mình sẽ ăn nó đây. Mình không ngờ là con tôm tích nó có quá nhiều thịt như vậy. Trước đây mình cứ nghĩ là con tôm tích nó toàn lại vỏ cho nên mình không bao giờ mình ăn hết. Ngon hả đây? Chồng mình nói ngon, chấm muối tiêu chanh nè. Không biết bà chủ bả luộc xong bả có bỏ đường vô mà nó ngọt quá. Ngon cực kỳ. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ ăn con ghẹ. Tại sao lại rụng? Rụng gì là có tươi hay không mà tự sao lại rụng vậy? Càng ghẻ mà rụng là không biết có tươi hay không nha. Chứng đâu? Không thấy chứng đâu hết. Ủa không có trứng? Sao hồi nãy chị nói là có trứng mà giờ cuối cùng là không có trứng? Chị này hay vô. Và bây giờ là món thứ ba, đó là món cơm chiên hải sản. Ở trong cơm chiên hải sản này mình thấy có rất là nhiều tôm. Ở trong cơm chiên hải sản này mình nhìn thấy có rất là nhiều tôm mấy bạn ơi. Và phải công nhận là cái cách chiên của quán Hà Quyền ở làng chài Hàm Ninh của chị này á, chiên mình rất là ưng ha.
rất là mềm, hộp cơm nó có vẻ bùi chứ không phải là nó khô y như là những cái quán khác mình đã ăn. Ngon đi. Hai cả nhà, bây giờ thì hai vợ chồng của mình chuẩn bị đi về đây. À, ngày hôm nay á, buổi xế của tụi mình đó bao gồm 4 con tôm tích, 4 lạng với lại một dĩa sò nửa ký, một dĩa cơm chiên 150, một con ghẹ 3 lạng. Tổng cộng cái bill của mình đó là 615.000, quá rẻ cho một chuyện tình. Coi như là hôm nay á, để thực hiện một cái chuyến đi rất là xa từ ở cửa cạn cho đến làng chài Hàm Ninh này á, thì mình phải vượt gần, mình không chắc là từ 60 cho đến 70 cây số, và để đến được làng bè này để mà ăn một buổi hải sản ngon lành tại quán Hà Quyền này á. Quán Hà Quyền đây, Hà Quyền. Thì mình nghĩ chất lượng món ăn như vậy với cái giá tiền như vậy thì cũng hết sức là xứng đáng. Thì sau này á, quý ông bà cô chú anh chị em bạn bè gần xa nào mà có đi đến Phú Quốc á, thì mình nghĩ là mình phải nói là nhiệt tình giới thiệu làng chài Hàm Ninh nào, và đặc biệt là quán Hà Quyền này. Đây là một quán ăn trên làng bè rất là bình dân, giá cả hết sức là bình dân quý vị ơi. Còn bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi về Dương Đông đây. Thư TV xin chân thành cảm ơn quý bà cô chú anh chị em đã dành thời gian xem video của Thư TV nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye.